Ngọc Quyên tố chồng Việt Kiều ngoại tình, cây cú vì khoản chu cấp cho con. Ngọc Quyên cho biết chồng cũ không mấy vui vẻ cây cú khi ly hôn với cô vì phải chu cấp hơn 100 triệu mỗi tháng cho hai mẹ con. Tưởng chừng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên trời tay của Ngọc Quyên và chồng bác sĩ sẽ bền vững theo 5 tháng thì họ đã đứt gánh sau 4 năm chung nhà vào tháng 10/2018. Chồng cũ của cụ người mẫu cho biết cô chủ động đề nghị ly hôn và đi đóng lệ phí. Về lý do hôn nhân tan vỡ, chồng cũ của nữ người mẫu cho biết hai vợ chồng bất đồng quan điểm và không tìm được tiếng nói chung. Ngọc Quyên quá vội vã trong cuộc hôn nhân đầu tiên khi quyết định đám cưới chỉ sau 1 tháng quen nhau. Sau chia tay, Ngọc Quyên không trở lại Việt Nam để theo đuổi con đường nghệ thuật, mà chọn lập nghiệp ở xứ người. Từ một chân dài đình đám của làng mốt và diễn viên tài năng, nay cô phải vất vả bán hàng online và một tay nuôi con. Đáng khen ở Ngọc Quyên là tinh thần vượt khó và chấp nhận với cuộc sống, và cô không trách móc gì chồng cũ. Tuy nhiên, gần 1 năm sau ly hôn, chính chồng cũ đã lên tiếng tố Ngọc Quyên bán hàng kém chất lượng, khiến khán giả nhìn vào cũng khó chịu. Cụ siêu mẫu cho biết chính bác sĩ Richard Lê đã tự nguyện nhường lại nhà và xe cho mẹ con cô, chu cấp mỗi tháng 5.000 đô, chứ người đẹp không hề đòi hỏi. Tuy nhiên, cô nghi ngờ chính việc chu cấp thời gian dài đã khiến chồng cũ cay cú nên có những hành động không hay. Cô bộc bạch, tôi và anh ấy ly hôn thuận tình, tôi không đòi hỏi mà phân chia tài sản chu cấp sau ly hôn. Tất cả đều do anh ấy đề nghị, không hiểu sao anh ấy lại tức giận, khó chịu với tôi như vậy. Nếu thật sự tôi bán sản phẩm kém chất lượng, anh ấy phải phản ứng từ trước, chứ không phải đến khi ly hôn mới lên tiếng. Không chỉ thế, Ngọc Quyên cũng hé lộ thông tin rằng chồng cũ đã ngoại tình, dẫn đến nhiều cuộc cãi vã kéo dài khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Ngọc Quyên mong câu chuyện ồn ào với chồng cũ nhanh qua đi để hai mẹ con cô có cuộc sống bình yên. Nhìn Ngọc Quyên của hiện tại, mọi người mong cô bình tâm để làm chỗ dựa cho con trai. Hy vọng trong thời gian tới, nếu cuộc sống ở Mỹ khó khăn, Ngọc Quyên hãy quay lại quê nhà vì khán giả vẫn sẵn sàng ủng hộ và chào đón cô.